Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Để ở video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn hai mẫu loa đấy, chào đón Tết 2022, loa kéo karaoke kèm màn hình. Đấy, các bạn đã biết rất nhiều loa kéo karaoke kèm màn hình thì hôm nay là có hai mẫu loa ở đây mình xin bày là 926 và 956. Con này 3 tấc, con này 4 tấc và chạy hoàn toàn bằng Android. Cái mẫu loa này mình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một điểm đặc trưng của cái loa này ấy, là nó có cổng HDMI này. Đấy, hay nhất là HDMI. HDMI có nghĩa là gì? Nó xuất được cổng này ra TV. Và thứ hai là nó có thể chống hú. FX là chống hú. Chống hú loa này nó chống hú. Mic micro này chống hú gọi là tương đối tốt. Tương đối tốt. Và cái điều đặc biệt là nó có một số hiệu ứng khán giả. Đấy. Như các bạn đã biết, loa kéo trên thị trường thì rất là nhiều. Nhưng làm sao mà để hay mượt thì mình chưa nói đến. Nhưng cái vấn đề về cảm ứng đây này, mình làm sao phải chạy được cảm ứng đây? Mình đang để ngoài trời. Đây mình đang vào YouTube. Đây, quan trọng là mình phải lượt. Đây mình vuốt tay lên, vuốt tay xuống này. Đấy. Đấy, nó phải mượt. Đấy, cái tốc độ xử lý nó phải tốt. Đấy. Màn hình đây, ở đây mình đang xem đây. Đây mình cho thử tiếng đây các bạn nghe nhá. Thì thưa quý vị là mình đang ở ngoài trời. Mình đang ở ngoài trời nên là cái tốc độ ánh sáng nó không được tốt cho lắm. Nếu các bạn để trong nhà thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn. Đây, mình đang thử cho các bạn nhé, thử bài đế vương chẳng hạn này. Đế vương. Đây, cái này là do tốc độ wifi nhá. Cái wifi càng tốt, càng gần thì tốc độ phát nó càng tốt các bạn ạ. Đây là Android. Đấy. Thì chiếc loa này nó có hay ở một điểm nữa là mình cũng nói luôn là cái mic nó rất là đẹp này. Hoàn toàn bằng kim loại anh em ạ. Đây. Hoàn toàn bằng kim loại. Đấy, và nó set được tần số. Nó set được tần số. Nó set được tần số. Có nghĩa set tần số là gì? Là khi các bạn hát hai loa cùng gần nhau, nó hay bị loa này bắt sang loa bên kia thì cái này nó set được tần số thì không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy. Đấy. Cái loa này thì mình cũng xin khuyến cáo với quý vị và các bạn này, các bạn lên là để một chỗ thôi. Đừng di chuyển nhiều. Vì cái loa này có màn hình, nếu di chuyển nhiều vỡ, chi phí nó thay rất là đắt đỏ. Giống như mình mua một cái điện thoại, nó chỉ 10 triệu thôi nhưng mà cái chi phí thay cái màn hình nó đến 3 đến 4 triệu cái loa kéo này cũng vậy. Đấy. Thì kích thước của nó nặng khoảng 20 kg. Đây nó có hai tay cầm bên cạnh, 20 kg đến 30 kg. Đây, hai cái loa này. Đấy. Thì Mạnh Tiến mới về thì mình giới thiệu sơ qua cho các bạn là mẫu loa 3 tấc và 4 tấc. Đấy, sử dụng để Tết Nguyên đán này. Nếu các bạn thấy hay nhá, hay muốn trải nghiệm thì mời các bạn qua quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm. Các bạn nào muốn mua hàng online, cái này thì bán online thì các bạn thực sự này, trước khi mà mua thì mình sẽ test cực kỳ kỹ. Đấy, cực kỳ kỹ và đóng gói cực kỳ cẩn thận như hộp thùng như này. Chắc chắn. Đấy, xốp xiếc đàng hoàng mình gửi cho các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì nhớ cho Mạnh Tiến xin một like và một chia sẻ. Ở video sau mình sẽ test âm thanh hay các bạn nhé. Xin chào.